Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ đi ngược xu hướng hợp tác phát triển nhân loại. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự cho mình cái quyền công bố phán xét nhân loại bằng cái gọi là báo cáo tình hình nhân quyền ở các nước vào đầu năm mới, bất chấp việc nó luôn bị cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về những tiến bộ trong cải thiện vấn đề dân chủ nhân quyền trên thế giới, tự cho mình quyền ngang nhiên, nhúng mũi vào công việc nội bộ của các nước khác với mục tiêu mang danh nghĩa thúc đẩy dân chủ trên phạm vi toàn thế giới, từng bước thiết lập trật tự thế giới, đơn cực Hoa Kỳ. Được biết, cái gọi là báo cáo về tình hình nhân quyền ở các nước của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được trình bày trên Quốc hội Mỹ hàng năm, theo đạo luật viện trợ nước ngoài FAA là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm thô bạo Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc bình đẳng quốc gia trong ứng xử quốc tế. Theo đạo luật này, cứ vào 25 tháng 2 hàng năm, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phải trình lên Chủ tịch Hạ viện và Ủy ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện một bản báo cáo đầy đủ và chi tiết về tình hình nhân quyền của các nước nhận viện trợ ở các nước thành viên Liên Hợp Quốc và không là đối tượng của báo cáo nhân quyền theo quy định của đạo luật. Các bản báo cáo này là cơ sở để Quốc hội Mỹ phê chuẩn các chính sách đối với các quốc gia nhận viện trợ và các quốc gia khác được coi là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Nếu chỉ dừng lại ở việc riêng của nước Mỹ thì không có chuyện gì đáng bàn. Vì lẽ thông thường, để quyết định các chính sách đối ngoại, chính phủ nào cũng phải đánh giá tình hình của các bên đối tác. Người ta có thể nhận thấy mục đích chính của các báo cáo này là sự áp đặt cái gọi là giá trị Mỹ trên phạm vi toàn cầu, dọn đường cho sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Sau khi Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã vào thập niên 90 của thế kỷ trước, mất đối thủ tiềm tàng còn lại siêu cường duy nhất, Mỹ cho rằng đây là thời cơ giành bá chủ thế giới, vì vậy đã triển khai chiến lược an ninh quốc gia mới với tham vọng kiến thiết trật tự trên thế giới, một cực do Mỹ độc tôn lãnh đạo. Washington không ít lần ngạo mạn tuyên bố, đã đến lúc người Mỹ phải đảm nhận lấy vai trò lãnh đạo thế giới, hay một thế giới không do Mỹ lãnh đạo sẽ là một thế giới bất ổn. Samuel Rebecker, một trong những chiến lược gia hàng đầu của Mỹ khẳng định, chưa bao giờ sự lãnh đạo của chúng ta lại cần thiết và cấp bách đến thế. Trong khi đó, Mỹ đã không dưới 68 lần can thiệp quân sự gây chiến tranh xâm lược dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, thúc đẩy dân chủ. Lịch sử đã ghi nhận chiến tích của những chiến sĩ xung kích bảo vệ nhân quyền của Hoa Kỳ bằng việc vô cớ chiếm đóng và bắn giết hàng triệu người dân vô tội ở Đông Dương, Triều Tiên, Libya, Nam Tư và đang thả sức thảm sát nhân dân ở các nước Iraq, Afghanistan. Không lẽ những người dân vô tội này là những kẻ vi phạm nhân quyền? Phải chăng những hành động bắt cóc, ám sát, lật đổ, gây rối an ninh trật tự xã hội ở các quốc gia có chủ quyền ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, Latin, Đông Âu và nhiều điểm nóng trên thế giới được các cơ quan đặc biệt Hoa Kỳ thực hiện từ trước đến nay là những hành động trượng nghĩa, bảo vệ nhân quyền? Những vụ thảm sát đẫm máu dân thường ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi, Khâm Thiên, Hà Nội và các nạn nhân chất độc da cam do quân Mỹ gây ra trong chiến tranh Việt Nam mãi mãi là bằng chứng không thể chối cãi. Minh chứng cho tính vô nhân đạo của cái gọi là giá trị Mỹ, liệu Washington có thể chứng minh cho sự trong sạch ngay thẳng của mình khi đem bom tàn phá Libya, Belgrade, Serbia, đem quân vào xâm lược Afghanistan, Iraq? Phải chăng những hành động bắt bớ, giam cầm, tra tấn, hãm hiếp, giết hại dã man dân thường của quân nhân Mỹ đang diễn ra ở Iraq, Afghanistan là hành động thúc đẩy dân chủ? Trong khi lớn tiếng rao giảng dân chủ và truyền bá cái gọi là giá trị của thế giới tự do khắp hành tinh, thì trong lòng xã hội Mỹ còn đầy rẫy bất công và bạo lực. Đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng trầm trọng. Lịch sử và hiện thực đang chứng minh rằng chính sách lợi dụng những đặc điểm không giống nhau về văn hóa, quan điểm về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia, dân tộc có chủ quyền của Mỹ đã gây ra những mâu thuẫn trầm trọng và ảnh hưởng đến an ninh quốc tế. Đó là tình trạng mất ổn định xã hội ở các nước Đông và Trung Âu, dẫn đến các cuộc cách mạng màu sắc trong mấy năm gần đây, phá vỡ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đoàn kết dân tộc ở Nam Tư, Tiệp Khắc. Hai quốc gia này đã không còn tên trên bản đồ thế giới, Liên bang Nga, và đang khuyến khích chủ nghĩa ly khai ở Tây Tạng, Tân Cương, Trung Quốc, Chechnya ở Nga, Kosovo, Serbia, nhằm làm giảm đi đáng kể sức mạnh của các quốc gia được Mỹ coi là đối thủ tiềm tàng. Đặc biệt hơn, chính sách hai mặt trong ứng xử quốc tế của Mỹ đã làm cho các mâu thuẫn chủ yếu của thế giới đương đại có mặt trầm trọng hơn, đẩy nhân loại đứng trước thảm họa xung đột vũ trang cục bộ. Đó là xung đột tôn giáo, sắc tộc, nạn khủng bố quốc tế ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Chính sách bao vây cấm vận và chính sách cây gậy và củ cà rốt của Mỹ đã làm cho nhiều quốc gia dân tộc điêu đứng trước nạn nội chiến, đói nghèo, bệnh tật như ở vùng sừng Châu Phi, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Pakistan, Sri Lanka.
các báo cáo về tình hình nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như các đạo luật về nhân quyền dành cho các nước của Quốc hội Mỹ trong nhiều năm qua đã bị dư luận thế giới lên án là hành động hủy hoại hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhân quyền là thành quả phát triển của lịch sử lâu dài của cả nhân loại. Vấn đề nhân quyền ở mỗi quốc gia phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị xã hội, kinh tế và văn hóa. Đáng tiếc rằng Mỹ và đồng minh lại phủ nhận tính đặc thù của quyền con người, đề cao tự do cá nhân, rêu rao học thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền, rồi ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Hành động ngạo mạn của Mỹ tự cho mình quyền phán quyết vấn đề nhân quyền ở các nước và lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phần thế giới còn lại không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm phức tạp thêm các vấn đề quốc tế. Nó đang đi ngược lại xu thế và hủy hoại môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới đương đại.